Em á, là cái phần này nó thiên về công nghệ, nó sẽ hỗ trợ cho Ethereum tạo sân test thử ha. Ở đây thì vào ngày hôm qua thì họ mới chờ ra cái sản phẩm này, đó chính là Community Polygon Technology. Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với channel của Warzone và mình là Sơn Đậm Sâu đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một dự án khá là hot ở giai đoạn downtrend hiện tại, đó chính là dự án Polygon Marketer. Thì ở giai đoạn này á cả nhà, thì ở hiện tại thì ở trong cộng đồng Việt Nam của họ thì vào ngày 10 tháng 10 vào ngày 10 tháng 10 thì bên họ vừa có thông báo là đã ra cái JK EVM rồi. Thì cái JK EVM này á, là một trong những cái mà ở tháng 7, tháng 8 vừa rồi được 5 phút crypto review nè. Và cái lúc đó thì cái con Polygon này nó lên đâu đó là tầm 1 đô ha, 1 đô, và giá ở giai đoạn hiện tại thì để mình xem Matic ở hiện tại thì chúng ta có thể là xem ở cái khung hiện tại. Ở khung hiện tại thì chúng ta xem thấy là nó đang ở cái mức là 0.79 ha. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở giai đoạn này thì BTC đang sideway, thì bản thân mình nghĩ rằng là sẽ có một đợt điều chỉnh xuống ở đâu đó là tầm mức giá phải là 0.76 hoặc là 0.72. Thì nói chung là bây giờ thì Sơn không khuyên cả nhà mua nha. Sơn chỉ đưa cái thông tin về dự án này, nó hiện tại nó đang bùi nó khá là mạnh thôi. Thì ở giai đoạn này á, cả nhà có thể là xem ở cái con Polygon này. Thì ở trên Twitter thì cả nhà có thể là vào đây cả nhà chat rằng á, là ở giai đoạn này vào ngày 22 giờ trước, có nghĩa là ngày hôm qua nè, nó vừa mới bui xong cái ZK EVM. Cái này là nó sẽ hỗ trợ cho Ethereum Web 3 ha, và cái partner của nó 33 phút vừa nó vừa bot lên 33 phút trước là nó vừa đối tác với lại Luganot nè. Với lại là ở giai đoạn hiện tại thì nó tích hợp với lại là cái ví Kuwallet nữa ha cả nhà ha. Và ở phía này thì 2 giờ trước thì nó vừa tích cho nó là BUSD vào trong. Và ở phía này thì chúng ta thấy rằng là nó có rất là nhiều tin tốt, hình như nó muốn đẩy ở cái quay này. Và chúng ta có thể là thấy là ở giai đoạn hiện tại thì nó chuyển đổi với lại là thị trường carbon luôn ha. Và ở phía dưới này thì chúng ta đọc thêm một tí xíu nữa là nó có partner với lại là Robinhood. Robinhood thì cái quỹ khá là nổi tiếng ha cả nhà ha. Ở phần phía bên dưới là Wiswap các kiểu nè. Nói chung là ở giai đoạn hiện tại thì Sơn thấy được rằng là cái dự án Matic này nó đang bùi khá là mạnh. Thế nên là Sơn cũng review cho cả nhà ở trong cái giai đoạn này, thì cả nhà vào ở trong cái Polygon Việt Nam Community để cả nhà có thể là tìm hiểu sâu hơn. Ở trong này thì Sơn thấy rằng là họ đang tạo ở trong cái group này, và Sơn thấy rằng là có một cái phần mềm đó chính là Community Hub. Thì cái phần bên này thì Sơn vừa mới tạo, Sơn test thử ha. Ở đây thì vào ngày hôm qua thì họ mới chờ ra cái sản phẩm này, đó chính là Community Polygon Technology. Thì ở trong giai đoạn này thì họ nói là staking 10 Matic thì chúng ta sẽ nhận được Pons, nhưng mà Sơn chưa có nạp Matic vào, Sơn staking. Thì nếu như mà cả nhà có hứng thú về cái nền tảng mới này của Matic thì cả nhà vào cả nhà mò ha. Sơn mới mò Sơn làm được đâu đó là 30 Polygon Pons. Thì 30 Polygon Pons này á, mình sẽ đổi đâu đó ra tầm là 0.01 đô. Thì cả nhà làm nhiệm vụ ở trong này thì cả nhà sẽ kiếm được Pons rồi chúng mình đổi ra đôi ha. Ở token hiện tại đang là 0.8, và bây giờ Pons 30 Pons là được 0.01 đô ha. Ở đây thì chưa có nhiều Pons nên là không không có có đổi qua mà thích được. Đó, thì cái nhiệm vụ task này á, hiện tại nó đang rất là mới. Thế nên là ở giai đoạn này thì chúng ta hãy vô làm cái trái tim màu tím trên Twitter cho họ thôi. Cái này là mình sẽ đổi avatar với lại là đổi cái ảnh bìa nè. Đó, rồi mình sẽ nhận được 200 pon ha. Đó, thì ở đây thì cả nhà có thể là vào để làm nhiệm vụ ha. Ở đây thì đến cái ngày đâu đó là ngày đầu tiên nè. Cả nhà có thể là xem là ngày đầu tiên 9 tháng 10 đến 16 tháng 10 ha. Hai là từ ngày 17 tháng 10 đến 24 tháng 10. Thứ ba là 25 tháng 10 đến đó, đó thì cả nhà có thể là xem ha. Và ở cái phần task á, phần task này á, nếu như mà chúng ta muốn lấy cái ring refunal thì chúng ta phải có 0.1 rep vào đây. Thì ở giai đoạn hiện tại thì đến cái ngày 15 tháng 10 thì nó mới cho tụi mình làm cái nhiệm vụ Polygon Hood này với lại là infographic. Đó, chúng ta phải có được rep thì chúng ta mới lấy được cái link refunal ở đây thôi cả nhà ha. Đó, chúng ta có 0.1 chúng ta mới lấy được cái link refunal. Đó, thì Sơn chia sẻ cho cả nhà về cái con Polygon mới này. Còn cái phần ZK EVM á, là cái phần này nó thiên về công nghệ, nó sẽ hỗ trợ cho Ethereum giải pháp mở rộng đó. Thì cái phần này là cái phần mà chuyên sâu rồi, thế nên là Sơn không có nhận định đào sâu vào, nên Sơn chỉ chia sẻ cho cả nhà biết thôi. Và ở giai đoạn hiện tại á cả nhà, thì theo như Sơn thấy rằng là
Nếu như mà những cái dự án nào mà nó họ bui thật làm thật ở trong cái giai đoạn downtrend này á, thì sẽ được rất là nhiều các cộng đồng nhà đầu tư họ đổ tiền vào. Thì Sơn nghĩ rằng là ở giai đoạn này thì có những dự án như là ADA nè, Matic nè, C98 nè ha, Ethereum và BNB cộng với FTT, FTX đó. Đó thì đó là những cái dự án ở giai đoạn hiện tại. Và chúng ta có thể là nhìn sâu qua chút xíu là ở trong cái group này á cả nhà, thì họ cũng có chia sẻ khá là nhiều về cái con Matic. Ở đây thì anh em Việt Nam khá là đông, thì cả nhà có thể là vào ở trong đây để cả nhà có thể là hỏi thêm về cái JK EVM cộng với lại là cái việc mà stacking ở trong cái phần Community Polygon Technology này nha. Ok cả nhà. Thì trước khi mà kết thúc video thì Sơn sẽ nhận định BTC chút xíu ha. Thì tất cả chỉ là thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư nha cả nhà nha. Thì ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thể là xem ở đây. Về cái con BTC hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rằng á, là ở giai đoạn hiện tại thì nếu chúng ta nhìn vào cái phần chúng ta nhìn vào cái phần khung H4 hiện tại thì BTC đang kiểu là gọi là lấp lửng ha, gọi là lấp lửng. Chúng ta qua khung 1 giờ coi nó rõ ha. Khung 1 giờ thì chúng ta có thể thấy được rằng RSI nó kiểu nó cũng đang sideways này, và ở phần này thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đang sideways khá là căng, và nó vẫn còn một nhịp nữa ha ở phía này. Chúng ta qua khung H4 ta coi nè, chúng ta vẫn còn một cái vùng kháng cự cứng ở đây, đó chính là vùng 18k6, 18k7. Nếu mà thủng 18k7 thì chúng ta sẽ xuống 18k4, mà nếu mà thủng 18k4 thì chắc chắn rồi về rác luôn hơn cả nhà ha. Bởi không đây lên nè, không đây thì chúng ta sẽ về đâu đó là tầm 17 17k 17k, thì cái phần này thì chúng ta đâu đó là ngày 19 tháng 6, 19 tháng 6 thì Sơn nghĩ rằng là phải đợi đến tầm ngày 13 tháng 10 ra tin CPI thì chúng ta mới biết được. Nên cái phần này thì Sơn cũng không dám đánh bừa. Nhưng mà theo xu hướng hiện tại thì Sơn thấy được rằng là nếu như mà chúng ta có long short ở giai đoạn này thì hạn chế đánh vào buổi đêm với lại là buổi chiều, mà nên đánh vào kiểu là buổi sáng tầm 4 đến 6, 6 rưỡi sáng, lúc đó tay long rồi nó dậy thì lúc đó với ổn áp ha. Cái khúc này thì nguy hiểm phải. Ok rồi cả nhà. Thì đó, đó là cái chia sẻ của Sơn về dự án Polygon này. Còn bây giờ thì clip cũng đã kết thúc rồi ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo ha. Ok, tất cả những thông tin về con Polygon ZK EVM thì Sơn sẽ để dưới cho cả nhà đọc ha. Thì cả nhà chỉ cần dịch qua tiếng Việt thì cả nhà có thể là hiểu sâu hơn. Ok, bye bye.